Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 25 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các ngành liên quan bằng việc triển khai hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà ở cho gia đình chính sách. Chiều nay tại Đà Nẵng, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân và phân công nhiệm vụ cho lực lượng y tế phục vụ APEC. Chỉ còn một tuần nữa là đến thời hạn phải hoàn thành công trình nút giao thông Điện Biên Phủ Nguyễn Tri Phương để kịp đưa vào phục vụ tuần lễ cấp cao APEC. Trong những ngày này trên công trình, các cán bộ kỹ thuật và công nhân lao động đang dốc sức để làm nốt những phần việc còn lại. Với 415 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Tiếp tục ngày làm việc tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, hôm nay các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật quy hoạch. Đa số các đại biểu tán thành với việc thông qua dự thảo luật quy hoạch tại kỳ họp lần này để chuẩn bị cho chiến lược quy hoạch giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng quy định như dự thảo luật có thể dẫn đến tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi khi việc lập tổ chức quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Bên cạnh đó, trong dự thảo luật chưa thấy việc phân quyền tổ chức lập phê duyệt nhiệm vụ thành lập hội đồng thẩm định và quyết định phê duyệt cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh là theo những nguyên tắc nào để góp phần nâng cao tính ổn định của quy hoạch, tăng cường vai trò của Quốc hội. Chính vì vậy, dự thảo luật cần có nguyên tắc để xác định thẩm quyền tổ chức lập phê duyệt nhiệm vụ thành lập hội đồng thẩm định và quyết định phê duyệt quy hoạch. Cũng trong phiên họp sáng, các đại biểu đã tập trung thảo luận về mối quan hệ giữa các loại quy hoạch, về thời kỳ quy hoạch, nhiệm vụ lập quy hoạch. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các ngành liên quan bàn triển khai hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà ở cho gia đình người có công cách mạng năm 2018. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố, trên cơ sở đề xuất của các địa phương, dự kiến năm 2018 thành phố sẽ hỗ trợ sửa chữa xây mới hơn 1.600 nhà cho đối tượng chính sách. Tổng kinh phí ước thực hiện 49 tỷ 100 triệu đồng, mỗi căn nhà xây mới trị giá 60 triệu đồng và nhà sửa chữa là 20 triệu đồng. Qua thảo luận, các địa phương thống nhất theo phương án của Sở Lao động Thương binh Xã hội và quyết tâm sẽ hoàn thành việc hỗ trợ sửa chữa xây dựng nhà cho các đối tượng chính sách theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Phó Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương sau hội nghị này cần nhanh chóng triển khai, phấn đấu hoàn thành khoảng 40% nhà trước Tết Nguyên đán để các đối tượng chính sách có nhà mới vui xuân đón Tết. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố tiếp tục rà soát, xác minh danh sách các đối tượng chính sách trong diện được hỗ trợ, tiếp tục tuyên truyền vận động các nhà tài trợ để có nguồn kinh phí thực hiện. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với các địa phương kiểm tra giám sát việc xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình, hạn chế thấp nhất những sai sót tiêu cực. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với công an các đơn vị địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho tuần lễ cấp cao APEC. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm biểu dương những cố gắng của công an các đơn vị địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2017 trong thời gian qua. Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, công an các đơn vị địa phương, nhất là Đà Nẵng, cần tổ chức rà soát tất cả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để chủ động điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình, phát hiện ngăn chặn kịp thời hoạt động xâm nhập của các đối tượng phản động, khủng bố, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các đối tượng chống phá trọng điểm,
đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, huy động lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc tai nạn giao thông tại các điểm diễn ra hoạt động của tuần lễ cấp cao APEC, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, y tế, chính quyền địa phương, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng và kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, bảo vệ tuần lễ cấp cao APEC tại một số công trình trọng điểm trên địa bàn. Cục trưởng nhấn mạnh đến yêu cầu công tác mà lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn cần thực hiện để góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn tuần lễ cấp cao APEC diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11 tại Đà Nẵng. Đoàn cũng đã kiểm tra trực tiếp công tác trực ban, trực chiến, sẵn sàng chiến đấu của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng và kiểm tra đột xuất công tác thường trực phòng cháy chữa cháy của các cơ sở lưu trú và trung tâm hội nghị phục vụ tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Chiều nay tại Đà Nẵng, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức lễ ra quân và phân công nhiệm vụ cho lực lượng y tế phục vụ APEC. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự lễ ra quân. Hơn 260 cán bộ y tế gồm các bác sĩ, y tá, lực lượng điều dưỡng viên, kiểm soát viên an toàn thực phẩm thuộc các bệnh viện, đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố đã tham dự lễ ra quân và nhận nhiệm vụ. Lực lượng này sẽ được phân công vào 22 tổ y tế do 15 giám sát viên của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng phụ trách và quản lý. Đây là những y bác sĩ có chuyên môn, năng lực cao, được thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ tại các khu vực diễn ra sự kiện APEC. Thưa quý vị, ngay sau khi các lực lượng y tế được phân công và nhận nhiệm vụ diễn ra tại hội trường của Trung tâm Hành chính thành phố, thì buổi ra quân diễu hành được diễn ra ngay sau đó. Với tinh thần sẵn sàng và luôn thường trực trực chiến, thì lực lượng y tế luôn sẵn sàng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuần lễ cấp cao APEC được diễn ra suôn sẻ và thành công. Mỗi tổ y tế sẽ được bàn giao một xe cứu thương xuyên suốt quá trình tác nghiệp tại APEC. Tổng cộng có 23 chiếc xe trong ngành được điều động. Lực lượng y tế sau đó đã diễu hành dọc tuyến đường Trần Phú và Bạch Đằng. Thứ nhất là chúng ta tập hợp anh em lại coi như một hình thức điểm danh, quân số. Thứ hai nữa là tập trung tất cả các xe cấp cứu lại để đánh giá tình trạng các xe có thể đủ sức phục vụ APEC hay không. Và tất cả các đội trưởng, tức là các bác sĩ mà phụ trách y tế của các đội, các khách sạn, người ta làm quen với trang thiết bị trên xe cũng như là các bác sĩ làm quen với nhau và cũng như là làm quen với cái đội giám sát của Sở Y tế. Cái nữa hết sức quan trọng, tức là quán triệt nhiệm vụ cho các anh em để người ta biết được cái tầm quan trọng cũng như là cái mục đích, mục tiêu mà anh em phải thực hiện. Để chuẩn bị cho APEC, khoảng thời gian qua, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế địa phương, đồng thời chú trọng đầu tư trang thiết bị cơ sở, vật tư để phục vụ tốt nhất cho sự kiện trọng đại này. Buổi ra quân hôm nay cũng nhằm khích lệ, động viên tinh thần của lực lượng trực chiến, góp phần nâng cao công tác an ninh y tế, đảm bảo tuần lễ cấp cao APEC được diễn ra an toàn và thuận lợi. Trước đó, trong sáng nay tại Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng, Sở Y tế thành phố tổ chức diễn tập ứng phó cấp cứu phục vụ APEC 2017. Tại buổi diễn tập, các nhân viên y tế thuộc nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố đã thực hiện xử lý hai tình huống là cấp cứu nhồi máu cơ tim cho một vị lãnh đạo cấp cao và ứng phó cấp cứu thảm họa cháy nổ. Tình huống thao diễn phương án cấp cứu tại hội nghị do Tổ Y tế Vinmec thực hiện nhằm giúp các lực lượng nâng cao kỹ năng cấp cứu một trường hợp cụ thể. Tình huống diễn tập ứng cứu thảm họa cháy nổ do Trung tâm Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C thực hiện với giả định là có 30 người bị thương, huy động 5 xe cứu thương. Với hai tình huống giả định này, buổi diễn tập giúp các nhân viên y tế, cơ sở y tế nâng cao năng lực, sẵn sàng đối phó với những tình huống y tế có thể xảy ra trong tuần lễ cấp cao APEC. Ấn tượng tình huống thứ nhất xảy ra trong đợt nhồi máu cơ tim thì đó là một lãnh đạo cấp cao thì chúng ta phải xử lý đúng quy trình và phải kịp thời nhanh chóng bởi vì đó là một trường hợp cấp cứu khẩn trương. Thì còn tình huống hai thì một thảm họa cũng rất chi là quan trọng. Thì trong đó thì lực lượng nạn nhân rất chi là nhiều. Chúng ta phải đảm bảo được mọi công tác cấp cứu và xử lý cấp cứu cũng như là vận chuyển về vị trí tốt nhất. Phân loại, phân luồng của những tình huống đó thì những bệnh nhân nặng ưu tiên đến vị trí gần nhất cũng như là có cơ sở trang thiết bị tốt nhất để đảm bảo cho những cái hạn chế tốt nhất những cái gì gọi là không muốn xảy ra. Cho nên là khi mà xảy ra tình huống đó thì đòi hỏi là mà lực lượng y tế phải khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời
đảm bảo tốt công tác cấp cứu. Thông qua cái đợt diễn tập này là chúng tôi rút ra rất là nhiều cái kinh nghiệm cũng như là những cái sai sót mà tất cả các đội cấp cứu tham gia. Thì thông qua những cái sai sót đó chúng tôi sẽ điều chỉnh kịp thời và hướng dẫn lại, tập huấn lại tất cả các cái tình huống cấp cứu, tất cả các trường hợp bệnh cấp cứu và tất cả các trường hợp cấp cứu hàng loạt từng cái bệnh, từng cái tình huống cụ thể. Tại tuần lễ cấp cao APEC 2017, Đà Nẵng có 4 bệnh viện được Tiểu ban An ninh và Y tế chọn phục vụ cho APEC. Sáng nay tại Đà Nẵng, Tổ Phương Tiện 2 thuộc Công ty Du lịch Việt Travel phối hợp với Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải tổ chức lễ bàn giao xe và ký kết tiếp nhận xe phục vụ công tác vận chuyển APEC 2017. Theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia APEC, Công ty Du lịch Việt Travel đảm nhận toàn bộ công tác cung cấp dịch vụ vận chuyển phục vụ cho các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp, hậu cần, báo chí tham dự APEC. Tại lễ bàn giao xe được 1, Công ty Du lịch Việt Travel đã tiếp nhận 15 xe. Trong khuôn khổ hợp đồng có tất cả là 100 xe sẽ được lần lượt bàn giao từ nay đến trước khi diễn ra tuần lễ cấp cao APEC. Các xe đều mới, hiện đại và được lựa chọn kỹ lưỡng từ chủng loại xe, kiểm định chất lượng, kiểm tra an ninh, sát hạch trình độ của tất cả các lái xe nhằm đáp ứng yêu cầu cao của hội nghị APEC 2017. Thưa quý vị, chỉ còn một tuần nữa là đến thời hạn phải hoàn thành công trình nút giao thông Điện Biên Phủ Nguyễn Tri Phương để kịp thời đưa vào phục vụ tuần lễ cấp cao APEC. Trong những ngày này trên công trình, các cán bộ kỹ thuật và công nhân lao động đang dốc sức để làm nốt những phần việc còn lại. Ghi nhận của phóng viên thời sự vào tối qua 24 tháng 10. Đã gần 20 giờ tối và trời đang mưa nhỏ, thế nhưng trên công trình không khí lại rất nóng. Sức nóng không chỉ đến từ cỗ xe máy thảm nhựa dưới hầm cầu vượt, mà còn từ khí thế thi công và áp lực về tiến độ đối với công trình. Từ khi triển khai sau Tết Nguyên đán đến nay, công trình thường xuyên thi công cả ngày đêm để kịp tiến độ. Tuy nhiên, tập trung nhiều nhất và làm cả 3 ca là từ vài tháng qua. Hiện nay thì công trình thì cơ bản là cái phần khối lượng chính thì nó cơ bản hoàn thành. Chỉ còn hiện nay chủ yếu là công tác sơn, công tác hoàn thiện sơn, như sơn rồi làm mặt bê tông nhựa, những công tác dọn dẹp vệ sinh cũng như là một số công việc lạc vặt. Hiện các đơn vị thi công tập trung thảm nhựa mặt đường hầm, sơn tường, hoàn tất lan can hầm, bên cạnh đó cũng đang san lấp làm đường dành cho xe buýt. Giờ đợt này là đang còn thời gian còn lại còn một tuần nữa, nhà thầu cũng phải tổ chức làm chạy đua với thời gian và tổ chức làm 3 ca liên tục kể cả trời mưa để đảm bảo được cái tiến độ mà trên ban quản lý và các sở ban ngành đã đề ra. Bây giờ nhà thầu phải 150 công nhân, 150 công nhân. Công trình hầm chui Điện Biên Phủ Nguyễn Tri Phương có quy mô lớn nhất đến thời điểm này trên địa bàn thành phố, với tổng dự toán được phê duyệt là gần 230 tỷ đồng. Theo thiết kế, hầm có dạng chữ Y với tổng chiều dài là 409,5 m. Sau khi đi vào hoạt động, công trình sẽ giải quyết ách tắc và hạn chế tai nạn giao thông tại nút giao này. Trước mắt, tạo cảnh quan thông thoáng tại cửa ngõ phía Bắc vào trung tâm thành phố, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp cho bạn bè quốc tế đến với Đà Nẵng trong tuần lễ cấp cao APEC. Chuyển qua các thông tin đáng chú ý khác. Trong tháng 10, cả nước đã xảy ra hơn 1.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 700 người và bị thương gần 1.500 người. So với tháng trước, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Về tình hình cháy nổ, toàn quốc xảy ra hơn 270 vụ cháy, làm chết 6 người, bị thương 13 người, tài sản thiệt hại ước tính 24,42 tỷ đồng. So với tháng 9 thì tăng 3 vụ, 4 người chết và 5 người bị thương. Toàn quốc xảy ra 3 vụ nổ, không có người chết, bị thương 3 người. So với tháng 9 năm 2017, số vụ xảy ra bằng tháng trước, giảm 6 người chết và 4 người bị thương. Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chủ trương của thành phố Đà Nẵng, sáng nay Công đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng phát động chương trình ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị bão lũ đến toàn thể viên chức trong đài.
Đợt mưa lũ hoành hành tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ thời gian qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhân dân các vùng rốn lũ, đặc biệt là tại các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Yên Bái. Để chia sẻ nỗi đau và mất mát của đồng bào bị thiên tai, Công đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng vận động cán bộ, đoàn viên, viên chức quyên góp ủng hộ một ngày lương. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, góp phần hỗ trợ nhân dân vùng bị bão lũ sớm khắc phục thiệt hại thiên tai, ổn định cuộc sống. Trước đó, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đã thực hiện tốt nhiều chủ trương của Trung ương và thành phố, nổi bật trong đó có các hoạt động quyên góp ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố, ủng hộ các quận huyện bằng nhiều hình thức với tổng giá trị vận động khoảng 230 triệu đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố vừa công bố tên các cơ sở chế biến sản xuất thực phẩm không đảm bảo trên web của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Các nhà hàng còn bị phạt hành chính, tổng số tiền gần 80 triệu đồng. Những cơ sở này chủ yếu sản xuất kinh doanh nem chả, vi phạm các hành vi như là sản xuất hàng hóa không phù hợp tiêu chuẩn đã công bố, không kiểm soát chất lượng, kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ, không có giấy chứng nhận đủ là cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trong tháng 10, tháng 11 năm 2017, nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp hấp dẫn đã được tổ chức tại Vườn Ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng, như là tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp khởi nghiệp Đà Nẵng, sự kiện GDG DevFest miền Trung 2017. Đặc biệt, trong tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng, Quỹ Châu Á-Thái Bình Dương của Canada APFC phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng DSET và Vườn Ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng DINES tổ chức khóa đào tạo, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và công nghệ cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cùng với thanh niên cả nước, thanh niên Đà Nẵng đang hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp thông qua những ý tưởng khởi nghiệp táo bạo. Với sự hỗ trợ của các cấp cơ sở đoàn và nguồn lực xã hội, nhiều dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên đã đạt được những thành công bước đầu và qua đó góp phần tạo động lực để thanh niên Đà Nẵng tự tin lập thân lập nghiệp, giúp nhau làm kinh tế giỏi. Khởi nghiệp từ con số 0 ở một lĩnh vực mà ít bạn trẻ đeo đuổi, đó là nông nghiệp. Nhưng đến nay, anh Vũ Thành Đạt, 25 tuổi, đoàn viên thanh niên phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, đã sở hữu một mô hình vườn trại có doanh thu hàng năm gần 300 triệu đồng, lợi nhuận hơn 100 triệu đồng. Không chỉ trồng phong lan cảnh, anh Đạt còn chăn nuôi gà đông tảo, bò, nai. Đặc biệt, trồng cây keo lá tràm với diện tích 5 hectare đất rừng. Năm 2017, sau 5 năm trồng đã đến kỳ thu hoạch, ước lượng doanh thu đạt khoảng 500-600 triệu đồng. Theo từng mùa vụ cây trồng, vật nuôi, mô hình tổng hợp này của anh Đạt đã giải quyết việc làm cho 15 thanh niên tại địa phương. Về phía bên đoàn thì vừa trong thời gian vừa qua là có hỗ trợ cho em vay bên ngân hàng chính sách là 50 triệu. Nên là tạm thời ở mức đó thì gọi là vừa đủ là trang trải trong năm nay, còn mà phát triển rộng ra thì cũng mong là cũng tiếp cận được nhiều nguồn vốn hơn phía sau sắp tới. Đối với anh Nguyễn Huỳnh Đình Thọ, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng với tấm bằng giỏi, trải qua quá trình tích lũy kinh nghiệm từ nhiều công ty, năm 2013, anh bắt đầu quá trình khởi nghiệp cùng một số người bạn thành lập công ty cổ phần nội thất Hà Lê Nguyễn. Với khát khao khẳng định mình, vượt qua những khó khăn của quá trình khởi nghiệp, đến nay, công ty của Thọ đã từng bước tạo dựng được thương hiệu, mở rộng kinh doanh ra các tỉnh lân cận với nhiều hợp đồng lớn. Từng nhiều năm liền là bí thư chi đoàn Khái Tây 2B phường Hòa Quý, những năm tháng hoạt động đoàn đã góp phần giúp anh được rèn luyện, bổ sung rất nhiều những kỹ năng trong quá trình khởi nghiệp. Mình chuẩn bị kế hoạch cho ra năm ấy, thì mình tập trung về sản xuất, mở rộng mô hình sản xuất. Một khi mà cái lượng hàng nhiều thì cái công ăn việc làm tạo cho người địa phương hay những cái bạn thanh thiếu niên thì được nhiều hơn. Anh Vũ Thành Đạt và Nguyễn Huỳnh Đình Thọ chỉ là hai trong số hàng trăm thanh niên đang nuôi dưỡng ước mơ khởi nghiệp của tuổi trẻ. Họ là những tấm gương sáng về khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên thành phố. Theo thống kê của Thành đoàn Đà Nẵng, từ năm 2012 đến nay, toàn thành phố đã có 115 mô hình thanh niên làm kinh tế. Đoàn cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay với hơn 325 tỷ đồng. Qua đó, góp phần tiếp sức cho các ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên, thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức đoàn đối với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp. Chuyển sang phần tin quốc tế.
Hôm nay, chính quyền khu tự trị người Quốc đã đề nghị ngừng xung đột và bắt đầu đối thoại song phương với chính phủ trung ương Iraq, đồng thời bày tỏ sẵn sàng đóng băng kết quả cuộc trưng cầu ý dân về độc lập vừa qua. Chính quyền khu tự trị người Quốc đưa ra các đề xuất trên trong bối cảnh quân đội Iraq đã mở chiến dịch giành lại quyền kiểm soát các khu vực tranh chấp giữa chính quyền trung ương với vùng tự trị người Quốc. Chính phủ Iraq thông báo các lực lượng chính phủ đã giành lại kiểm soát tất cả các khu vực tranh chấp ở miền Bắc nằm ngoài vùng tự trị người Quốc, trong đó có tỉnh Kirkuk, nhiều dầu mỏ. Hôm qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Dự luật được thông qua trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới đây cũng đã phê chuẩn nghị quyết mới trừng phạt Bình Nhưỡng sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Với 415 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật mang tên Đạo luật Otto-Warmbier về trừng phạt chương trình hạt nhân Triều Tiên nhằm cắt đứt các mối liên hệ của Bình Nhưỡng với hệ thống tài chính quốc tế. Dự luật kêu gọi Bộ Tài chính Mỹ phong tỏa các tài khoản tại Mỹ của những cơ quan tài chính và công ty nước ngoài có quan hệ kinh doanh với Bình Nhưỡng, bao gồm việc thuê các lao động Triều Tiên ở nước ngoài. Dự kiến trong tuần này, Quốc hội Mỹ sẽ bỏ phiếu về các gói trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên và Iran. Hôm nay, Thái Lan đã chính thức bắt đầu tang lễ quốc vương Bhumibol Adulyadej băng hà cách đây hơn một năm. Theo kế hoạch, thì đám tang sẽ diễn ra theo nghi thức Phật giáo kéo dài 5 ngày. Quốc vương Maha Vajiralongkorn sẽ chủ trì tang lễ. Theo lịch trình lễ tang, buổi lễ hỏa táng cố quốc vương Adulyadej sẽ được ấn định vào ngày mai, ngày 26 tháng 10. Hàng trăm nghìn người dân Thái Lan đã tập trung về thủ đô Bangkok để đưa tiễn vị cố vương mà họ rất kính trọng. Thật khó để có thể diễn tả thành lời vào lúc này, nhưng tôi muốn ở đây. Tôi đã ở đây 2 ngày rồi và tôi muốn được nhìn thấy hình ảnh vị cha già của chúng tôi. Khu vực trung tâm lịch sử của Bangkok sẽ tạm dừng mọi hoạt động trong ngày diễn ra nghi lễ hỏa thiêu. Các con đường quanh hoàng cung sẽ bị phong tỏa. Các quan chức Thái Lan ước tính khoảng 250.000 người dân nước này sẽ đến tiễn đưa nhà vua quá cố. Những người tham gia sẽ phải tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt đã được thông báo từ trước. Du khách được khuyến cáo mặc trang phục và cư xử đúng mực. Các hoạt động giải trí sẽ giảm bớt và nhà chức trách yêu cầu hạn chế việc uống bia rượu. Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh cùng nhau bảo vệ môi trường vừa diễn ra tại Paris, Pháp, các thị trưởng của 13 thành phố lớn trên thế giới đã cam kết từ nay đến năm 2030 sẽ làm cho thành phố của họ xanh hơn, sạch hơn và nhất là không sử dụng nhiên liệu dầu mỏ. Các thành phố này gồm Paris của Pháp, London and Barcelona Tây Ban Nha, Quito Ecuador, Vancouver, Canada, Mexico của Mexico, Copenhagen, Đan Mạch, Seattle, Los Angeles của Mỹ, Cabo Town của Nam Phi, Auckland của New Zealand, Curitiba của Brazil và Milan, Italy. Bản cam kết chỉ rõ, từ nay đến năm 2030, mỗi thành phố đều có những khu vực không khí thải, nơi mà các xe chạy bằng xăng và dầu diesel sẽ bị cấm lưu thông. Thông qua bản cam kết, các thị trưởng muốn nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, tạo ra đòn bẩy để khuyến khích cạnh tranh về vật liệu sạch và thúc đẩy sự phát triển của các ngành không phát thải khí carbon. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.